chào cả nhà nghe. Hôm nay mình đưa cả nhà ra trung tâm Sài Gòn quận nhất nha cả nhà, đường Nguyễn Huệ nha. Ngoài đây làm rất là đẹp luôn nha cả nhà, con dòng bự chào bá luôn nha cả nhà. Mời cả nhà theo mình xem và ủng hộ mình nha cả nhà. Đường Nguyễn Huệ nha cả nhà. Đây là trung tâm Sài Gòn quận nhất, đường Nguyễn Huệ.
chưa có xong. Xong nên người ta không có cho mình vô. Năm nay tuổi con rồng. Rồng con nước. Rồng con nước. Hoa kỹ. Hoa làng. Rồng mà nó quá làm quá bự luôn ha, con rồng quá bự luôn ha, còn rồng nó rồng mà cuốn vòng cuốn luôn rồi đó, thì cuốn vòng từ cạnh nó ra nè. Rồng không à, năm nay rồng không à. Rồng cũng lửa không? Giáp thành 2024. Rồng nữa. Đây con rồng giáp thành cả nhà. Rồng nữa. Mình đây là của. Cái tàu đó. Thành quận nhất, nơi đây là nơi bán hoa. Bán hoa không luôn. Chợ hoa Bến Thành nha cả nhà. Hiện tại mình đang đứng ở chợ Bến Thành nha, mình sẽ đến chợ hoa Bến Thành. Trời ơi trời.